trong cuộc đời này bất cứ thằng nào thành công không bao giờ chọn được một con đường mà chỉ có niềm vui. Dạ em chào thầy và mọi người ạ. Thầy nghe rõ không ạ? Rồi, biện hoàng rồi, nhất trí nghe rõ rồi. Dạ em chào thầy và mọi người ạ. Em xin tự giới thiệu, em là Biện Xuân Hoàng. Em đang hiện tại đang học tập và làm việc tại Hàn Quốc ạ. Em giờ đang có một vấn đề về bản thân ạ, tại vì em chưa khởi nghiệp cũng như lập nghiệp gì thế ạ. Năm nay em 28 tuổi thế ạ. Thì em đang có một cái phân vân đó là giữa kiểu trở về Việt Nam và lập nghiệp và tiếp tục ở lại Hàn Quốc và lao động tiếp vậy thầy. Tại vì vừa 2 năm vừa rồi thì tại vì dịch ấy, nên là làm việc bên này thì kiểu lương nó vẫn là khá hơn là so với Việt Nam mình nhiều. Vâng. Thì thành thử như thế này, bố mẹ em lại muốn em ở đây ấy. Thế nhưng mà em làm đây thì công nhận là lương tháng thì em cũng được khoảng 60 đến 70 triệu rồi ạ. Nhưng mà em cảm giác nhận lương em không có vui. Ngày xưa thì em cứ nghĩ là em đi làm mục đích của em là vì tiền. Thì ngày xưa em làm Samsung, kỹ thuật ở Samsung 35. Nhưng mà em cứ nghĩ là em đi làm là vì tiền. Nhưng mà với em cảm giác là nhận đồng lương cũng không có vui mấy. Nên là em nghĩ là em sẽ trở về và em làm cái gì đó của mình, mà bây giờ bố mẹ lại cứ 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 muốn em ở lại là để kiếm tiền. Tại vì cứ bảo là làm một tháng bên này là bằng cả năm ở nhà. Nên đâm ra em phân vân quá thầy ạ. Đúng rồi, các cụ nói vậy là đúng rồi. Bây giờ cho thầy hỏi này, trước em học cái gì ra? Em học kỹ thuật, em học công nghệ thông tin. À, học công nghệ thông tin, nhưng học cao đẳng đại học hay là học trung cấp? Em học cao đẳng công nghiệp. Năm đấy em thông. Nhưng hỏi vâng. Gọi là học công nghệ thông tin, nhưng mà trong ngành công nghệ thông tin thì em học về lĩnh vực gì? Em học tin học ứng dụng. Nhưng mà bây giờ thì có lập trình được không? Nói chung là cũng 6-7 năm rồi, em không dùng đến mấy thế. Tóm lại về là cái nghề đấy, tóm lại cái bằng đấy tạm thời gấp thuyền để chơi thôi đúng không? Vâng, chỉ để lót chuột kê thôi thế ạ. Nay mai anh cắt ra cho con nó xếp hình. Ok. Vâng. Thầy hỏi như vậy để biết là năng lực của em là cái gì mà. Rồi ok. Xin lỗi, nếu nói được thì nói mà không nói được thì thôi. Em tích lũy được nhiều tiền chưa? Em thì cũng có một số vốn vừa rồi thì cũng được khoảng từ 700 đến khoảng 1 tỷ ạ. Tức là tích lũy được 1 tỷ. Vâng. Tích lũy được 1 tỷ. Với cái năng lực đấy của em mà em chui về Việt Nam, em làm cái gì riêng thì 1 tỷ của em nó vèo cái nó bay mất. À dạ vâng, em cũng xác định là về cũng phải... Em phải xác định về Việt Nam học tối thiểu học phí của em đốt phải 1 tỷ. Vâng. Tức là đi học kinh doanh chăng nữa thì cũng phải mất 200-300, xong về thực hành chẳng chắc phải mất vài trăm nữa. Thì hết 1 tỷ nó mới khôn. Và đúng lúc khôn là không còn đồng nào ở Hàn Quốc nữa. Thế là bây giờ em chỉ có 2 thứ nha. Một là có tiền nhưng não nó hơi ngu. Vâng. Em cảm thấy... Và hai là... Hết sạch tiền thì não nó khôn. Thế nó mới đau chứ. Thế giả sử trong 2 trường hợp đấy em chọn cái gì? Em sẽ chọn trường hợp về và bỏ một nửa số tiền nó đi học và tiếp tục là gọi là thử ngu. Thế tại sao em lại không có cái lựa chọn thứ ba nhỉ? Là em ở lại em làm 2 năm và em thật tiết kiệm cho thầy. Xong cuối cùng là hết 2 năm đấy em vẫn dành dụm ra được 1 tỷ. Có phải mỗi năm được 6-6, mỗi tháng 60 không? Được 1 năm được 720 không? Cái gọi trừ là tình phí, tình phiếc các thứ đi thì còn để ra 5 lít không? 2 năm được 1 tỷ không? Đấy. Thì hết 2 năm ông quay về. Và bây giờ ông có 2 tỷ. Nhưng mà chắc chắn nó lở được 2 tỷ rưỡi. Vì cái tỷ kia thì ông ném vào bất động sản chẳng hạn, hay ném vào đâu chăng nữa thì nó cũng nở. Thì như vậy là cuối cùng là về nó có 2 tỷ rưỡi. Xong đi học mất 200-300. Xong rồi là mất độ khoảng 600-700 để rửa não tiếp. Thì hết độ khoảng 1 tỷ thì nó khôn. Thì đúng lúc mình khôn thì mình vẫn còn nguồn lực khoảng 1 tỷ, tỷ rưỡi. Thì bây giờ là con đường đấy là con đường tốt hơn chứ. Còn thầy khuyên em là nên nhớ là trong cuộc đời này bất cứ thằng nào thành công không bao giờ chọn được một con đường mà chỉ có niềm vui. Dạ vâng. Thầy hỏi em hỏi xem những cái người bắt đầu từ cái việc mà họ họ đi buôn rau lên thôi,
5 giờ sáng đạp xe hồng hục, 4 giờ đạp xe hồng hục ở quê lên Hà Nội để đổ rau. Lúc đấy họ vui thế chó nào được đếm tiền còn muốn xỉu đi chứ. Còn đòi kiếm tiền mà lại vừa được nhiều tiền mà vừa vui. Tôi đố ông hỏi thằng nào kiếm được vừa kiếm được nhiều tiền vừa vui đây. Có mỗi nghề cà ve thôi. Không, cà ve lúc đầu chầu thôi chứ cuối chầu nó không vui nữa. Không phải là... Tại vì tôi nghe chúng nó kể thôi chứ tôi cũng chưa trải nghiệm. Không phải, tại vì em đi làm ở bên này ấy, thì người nước ngoài à, người Hàn Quốc họ chỉ quy trình đúng không nhỉ? Không, à, hay không những cần cái hành động về cái việc đấy. Tóm lại là nó đã là không vui thì nó là không vui. Vâng vâng ạ. Và có chấp nhận cái không vui để được tiền hay không, miễn là không mất đạo đức, không ăn cắp, không ăn trộm. Dạ vâng ạ. Ờ, nó nói kiếm tiền mà vui nó tuyệt lại không? Đố ông tìm thấy thằng nào mà thành công mà này này kiếm tiền trong vui vẻ đây. Mỗi cà phê thôi. Hỏi thầy có vui không? Có vui khối. Giờ này thích bỏ bà đang hát karaoke này, cả nương rồi tâm sự rồi chứ. Giờ này vẫn đang ngồi live stream với các ông ấy Zoom này. Ông ấy Zoom không? Dạ vâng ạ. Thế thì tôi nói với ông là cuộc đời này kể cả ông Phật tới thành Phật vậy. Mỗi một ngày ông đi bộ mấy chục cây, ông giảng pháp cho nhân dân. Hỏi vui sao được? Đấy là vì khát vọng, vì sứ mệnh của con người mà phải làm. Cho nên tôi nên nhớ với ông, thằng thành công không phải là thằng gì ạ? Bay bổng, mà thằng thành công là thằng cực kỳ thực tế và chịu được đau khổ. Dạ vâng. Cho nên chọn phương án 3. Nín lại. Hay là muốn về đấy vợ? Sinh dục học nó yêu cầu. Thì cũng có một phần, bố mẹ em cũng bảo là cũng đúng không rồi. Ra đấy vợ cũng được. Bớt ra 100. Đi cho mấy đứa nó vui nhất đấy. Ông là đánh lận con đen nhá. Ông thích cái món nọ, ông lại đổ lỗi cho món kia. Ông bảo ông thích về nhà lấy vợ cho nó đầu ra đầu vào cho nó cân đối. Chứ không phải cái việc đấy, bên này có người yêu cũng được, cũng không liên quan gì mấy thầy ạ. Nhá. Dạ vâng ạ, em cảm ơn thầy ạ. Rồi. Trường huấn luyện doanh nhân CEO Việt Nam, nơi kiến tạo thế hệ doanh nhân thành công và hạnh phúc.